chào tất cả các bạn. Thì ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn là các bạn truy cập lại vào server giúp mình nhé. Đấy, mình đây các bạn sượt vào localhost rồi admin, sau đấy các bạn đăng nhập vào người mình home nhé. Và mình list ra các cái quản trị của mình ấy. Thì ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn là tạo ra các bản phục vụ cho việc phân quyền rồi. Ở video này thì mình sẽ bắt đầu đi vào việc phân quyền. Thì việc đầu tiên của phân quyền thì các bạn phải làm cho mình đấy là gán các user vào các cái vai trò của nó. Vai trò ở đây là gồm là gì? Mình sẽ phân ra làm admin này, rồi developer này, rồi editor này, content này, đúng không ạ? Hoặc là những người content là những người viết bài đấy các bạn nhé. Thì một user thì nó có thể nắm giữ nhiều vai trò trong cái dự án của mình. Thì ở module này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn gán user đấy vào các cái vai trò khác nhau nhé. Đầu tiên để gán user vào vai trò thì các bạn tạo cho mình một cái thêm một cái mục ở đây nữa để list ra các user. Sau đấy thì mình sẽ add user vào các cái vai trò khác nhau. Rồi các bạn vào cho mình cái phần view này nhé. Đây, mình sẽ tắt đi và mình hướng dẫn lại các bạn. Mình vào view nhé, vào patio này, vào sidebar.blaze.bb này. Các bạn tạo cho mình một cái mục nữa là gì? Danh sách nhân viên. Rồi. Ở đây các bạn cho mình cái dấu tơ là setting là gì? User có S nhé. Và chấm index. Đây mình có cái user cái dấu tơ này rồi thì mình phải đi tạo các bạn ạ. Đây, các bạn quay lại cái màn hình là row web.php của mình này. Ở đây thì mình có tạo cho màn hình setting đây đúng không ạ? Mình sẽ copy cái tên đến đây. Mình copy cái này các bạn nhé. Mình sẽ thay đây là gì? User quest. Rồi mình sẽ mở bung ra nhé. Ở đây mình sẽ copy cái này vào cái mục đầu tiên của nó là setting.index. Rồi các bạn xóa tất cả các dấu tơ này xong mình sẽ tạo lại nhé. Rồi đấy. Thì ở đây mình gọi là gì? Không phải admin setting controller mà mình phải gọi là user controller các bạn nhé. Và user admin nhé. Mình gọi là admin user controller đấy. Vì các trong quản trị mình thường thêm từ admin mà. Và phương thức là index đúng không ạ? Các bạn tạo cho mình cái controller này. PHP artisan make controller nhé. Admin user controller. Sau khi tạo xong cái admin user controller thì các bạn mở cái file nó ra canxr. Các bạn tạo cho mình cái phương thức index nhé. Ở phương thức này thì mình sẽ list ra các cái user đúng không ạ? Thì trước khi mà làm ở phương thức index thì mình sẽ dependency cái model user vào. Đấy. Và mình sẽ dependency cái model user vào đây. Đô la user. Đây mình gán một cái biến mình nhận cái model đấy. Ở đây bạn sẽ có là gì? Là zip chọn đến user thì bằng cái instance của model đúng không ạ? Đấy. Thì cái code này nó chạy khi mà nó chọn cái phương thức này nhá thì nó phải new cái class này các bạn nhé. New class này thì việc đầu tiên nó sẽ chạy contract đúng không ạ? Cái contract thì nó sẽ gán cái biến git chọn user thì bằng cái instance của cái model của user này trong Eloquent đúng không ạ? Thì lúc này thì cái đối tượng admin controller này nó đã chứa được cái biến git chọn user bằng instance này, cho nên là ở trong cái phương thức index này mình sẽ lấy được on user đúng không ạ? Này các bạn lấy được on user này bằng này git chọn user chọn đến paginate nhé. Và mình truyền vào đây là mình lấy 10 bản ghi trên một trang. Tiếp đến là gì? Turn một cái view. Turn một cái view nào. View ở đây là vào admin này. Vào user. Vào index. Tạo file index. .blaze.php. Rồi. Vào view này. Admin này. Tạo cho mình cái thư mục user. Thì đây mình tạo rồi nha các bạn. Chứ có thì bạn tạo nhé. Index này chấm blaze.php
Rồi cái index này thì rất giống một slider này, thì mọi người mở slider cho mình và copy cho mình sang phần index rồi. Rồi mình sẽ tắt bớt đi, mình trở lại cái con nâng lơ mình xem. Ở đây mình chưa compact cái biến nó sang bạn nhé, bạn truyền cái biến sang user quét đúng không ạ. Rồi ở bên view này mình sẽ nhận được cái biến user quét đúng không ạ, mình phải forex ra. Ở đây mình sẽ phải chỉnh sửa lại một tí là tên này đúng không? Mình để tên này, đây là gì, email, hình ảnh không có thì mình bỏ đi ạ. Và ở đây thì mình sẽ là có biến gì, đô la user của s nhé, đô la user này, chọn lên ID này, này name này, này chọn email này, phần hình ảnh bỏ này. Hai cái router này mình chưa có nên mình sẽ bỏ đi, tạm thời mình bỏ đi nhá. Ở đây thì mình sẽ là user có s nhé, đây là sinh ra cái pagination đấy, mình sẽ bỏ luôn cái router này. Màn hình của mình là user list, rồi các bạn kiểm tra lại một lần nữa nhá. Sau khi các bạn kiểm tra mà ok rồi đấy thì các bạn sẽ reload lại giúp mình cái trang. Và sau đấy là đấy, các bạn thấy là thấy xuất hiện cái mục xanh trên view nào, mình click click vào đây nhá. Admin chuyển user này là ok rồi này. Mình click vào. Bạn thấy là nó đang không hiểu biến user đúng không ạ? Thì cái đây là do mình thôi. Mình sẽ kiểm tra lại nhá. Đây mình thiếu cái chữ error các bạn nhé. Đúng không? Thì ở đây mình sẽ kiểm tra lại cái link thì lại đúng ạ. Đây mình nói lại. Nên các bạn thấy mình đã list được ra cái danh sách user rồi. Thì ở video này mình xin kết thúc ở đây. Ở video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn là thêm user vào trong các cái row của nó, tức là user được gắn với các cái vai trò khác nhau đấy. Thì mình sẽ tạo cái màn hình là add user nhé. Đây, cảm ơn các bạn.